Seohu lĩnh án phạt sau ván đấu 0-4-0 với Yone. Mới đây, vòng bảng LPL mùa hè 2023 đã chính thức khép lại. Đội tuyển nhận được khá nhiều kỳ vọng, Weibo Gaming cũng đã hạ cánh ở top 6 để tiến vào playoffs. Nhưng trong tuần cuối cùng của vòng bảng, dường như Seohu đã hơi nóng vội. Vì màn trình diễn dưới sức của chính mình, anh đã phải lĩnh án phạt vì hành vi thiếu chuyên nghiệp trong trận gặp Royal Nevipup. Chi tiết hơn, Weibo Gaming đã để thua ván 2 một cách cực kỳ áp đảo. Riêng Seohu cũng kết thúc ván đấu với KDA 0-4-0 và gần như không có tác động nào đáng kể trong các combat tổng. Dường như ván thua này đã làm Seohu mất bình tĩnh. Anh đã thoát liên minh trước khi ván đấu kết thúc. Đây cũng là nguyên nhân khiến anh bị ban tổ chức xử phạt. Dù không thông báo chi tiết án phạt, nhưng dựa trên các trường hợp tương tự thì khả năng cao Seohu sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 2 vạn tệ, khoảng 32 đến 65 triệu đồng. Về phần Weibo Gaming, đội đứng top 6 vòng bảng nên sẽ có mặt tại round 2 playoffs. Theo lịch đấu, Weibo Gaming sẽ đối đầu với đội thắng trong trận đấu giữa Royal Nevipup và Ninja in Pyjamas.